Hôm nay là một trong những ngày khô nhất của đợt rét này ở miền Bắc. Độ ẩm trong không khí chiều nay có nơi chỉ 20%. Và sau đây là những thông tin chi tiết khép lại bản tin 5 phút hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Chiều nay tại thủ đô Hà Nội, Bắc Giang, Điện Biên Phủ, Ninh Bình, Sơn La, Lạng Sơn, độ ẩm trong không khí có lúc chỉ từ 20 đến 30%, các nơi khác khoảng từ 33 đến 40%, thấp hơn một nửa so với mức ẩm lý tưởng là 55 đến 70%. Không khí quá khô khiến niêm mạc mũi trở nên dễ bị tổn thương, từ đó các mạch máu bị vỡ, dễ gây ra tình trạng chảy máu cam. Để phòng tránh mũi khô, quý vị nên rửa mũi mỗi ngày 2 lần bằng nước muối sinh lý, dùng bát nước ấm để xông mũi và sử dụng máy tạo độ ẩm để giữ độ ẩm ở trong phòng.